sóng gió ảnh phím trường của Dương Mịch, lườm nhân viên rách mắt, thản nhiên ngoáy mũi bất chấp hình tượng. Trang Yifeng đưa tin, một loạt ảnh hậu trường của Dương Mịch đã được giới truyền thông tiết lộ và gây nhiều tranh cãi. Dường như tâm trạng của nữ diễn viên không được tốt cho lắm. Khi nhân viên công tác đến trang điểm lại cho Dương Mịch, cô vẫn luôn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay với vẻ mặt cau có. Không biết là do động tác của người trang điểm chưa ổn hay có ai nói điều gì mếch lòng, nữ diễn viên bất ngờ quay sang lườm đến rách mắt với vẻ khó chịu ra mặt. Không chỉ vậy, cô còn thản nhiên ngoáy mũi tại phim trường, bất chấp hình tượng. Dương Mịch mày mình nghịch điện thoại khi nhân viên công tác make up lại cho cô. Mãi đến khi trợ lý cầm kịch bản đến, cô mới tạm rời chiếc điện thoại nhưng vẫn giữ thái độ cáu có. Nữ diễn viên bất ngờ quay sang lườm nhân viên công tác, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Sau khi trang điểm xong, cô lại ngồi chơi di động và thản nhiên ngoáy mũi. Hành động của Dương Mịch khiến netizen tranh cãi. Có người cho rằng cô mắc bệnh ngôi sao, mặt nặng mày nhẹ với nhân viên, không chú ý giữ gìn hình tượng của một nhân vật công chúng. Cũng có người lên tiếng bênh vực, trời nóng như vậy, lại phải mặc nhiều đồ, cảm thấy phiền muộn, bực bội một chút là chuyện bình thường, người bình thường cũng ngoáy mũi đó thôi, minh tinh thì cũng là người mà, cho dù cô ấy móc móng chân tôi cũng yêu cô ấy. Nguồn Yifeng. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.